khai trương, chủ khai trương đặt tiệc 5 bàn, khách mời tới 300 người. Bản nói giọng đàn ông nghe coi chị. Chào khán giả đi chị. Cảm ơn em YouTuber nha. Coi như xin chào khán giả. Ai tới Phung Sâm Hồng Mơ, Hồng ơi thì tới đây ủng hộ cho hai đứa em của chúng này. Dạ xin chào cô chú anh chị và các bạn ha. Hiện tại thì ok mà. Không tay chưa tay cho nhờ em. Dạ giờ em chụp cho. Em chụp cho. Đứng tay cao quá. Tay chụp tay. Chụp tay cao quá. Đứng cao hai đứa khỏi. Không phải đứng cao mình mới đứng lìa đó. Trong cao hơn ngoài này. Rồi mình đổi kiểu khác đi. Đổi kiểu không? Đổi kiểu đi. Rồi số 1 nè. 1, 2, 3. Rồi mình thả tim đi. Rồi. Em quay hay em chụp vậy? Chụp không? Chụp mày vậy nè. Không, riêng riêng hay không? Quay chụp luôn. Ra rồi. Ừ, đi bãi mình. Rồi, nhấp ảnh nha. Để coi coi Facebook có súng không? Có súng gì nè, chứ không sao? YouTuber mà chuyên nghiệp nên nói vậy á. Dạ. Nói giọng đàn ông nghe coi chị. Chào khán giả đi chị. Cảm ơn em YouTuber nha. Dạ. Coi như xin chào khán giả. Ai tới Phung Sâm Hồng Mơ, Hồng ơi thì tới đây ủng hộ cho hai đứa em của chúng em. Dạ. Số 133 đường Cù Lao nha cả nhà ơi. À, cảm ơn chị rất là nhiều. Ủa lộn, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn em. Cảm ơn lộn. Cảm ơn lộn. Dạ, điều đó giọng đàn ông kia là kia phong anh phải rồi. Đó, cảm ơn học rồi. Rồi, chạy chốt nha. Chào anh đi nha. Rồi đó, sao không nữa mà. Dạ không. Chị Trâm, nãy giờ em chưa nghe chị chúc mừng khai trương coi. Ừ thì chúc mừng khai trương thôi. Dạ. Chứ đâu có nói gì nữa đâu. Chương kè mà. Tới khai trương. Dạ. Chủ khai trương đặt tiệc 5 bàn. Dạ. Khách mời tới 300 người. Bản thân tôi, tài xế tôi phải đi ăn hủ tiếu Thái Lan đối diện mình. Đói hả chị? Đói hay sao? Quá đói. Quá đói. Quá đói. Thì bây giờ tôi cũng lỡ tới rồi thì tôi chúc mừng khai trương thôi. Chứ tôi đâu có ăn giọng được gì trong cái tiệc này. Đúng không? Đặt 5 bàn mà mời tới khách 300 người, tôi tới là tôi đứng tôi thấy say sẩm rồi. Mà trong khi hồi chiều tôi có nhắn nhẹ vô rất là có đãi gì ăn không Sang? Tôi dặn tôi muốn mọc trước nha. Chụp hình cho tôi bàn tiệc đồ rần rần. Tôi lại tôi đứng móc mỏ. Con tôi đặt cơm gà 35.000 phần ăn. Đau. Tôi đặt luôn cho con mớm thằng Bun luôn. Nhỏ đói khát. Thôi khai trương hồng phát. Thôi khai trương hồng phát. Ông Linh ơi. Không. Nói quá trời nói cuối cùng khai trương hồng phát. Rồi đó là đi về. Ủa ông tí rồi. Tí ra xe rồi. Ủa ông tí chứ. Ủa ông tí chứ. Trời ơi em mà không thấy mặt em tưởng chết em mừng chị. Rồi. Đi chết đi chứ. Vậy em đừng có vậy Trâm ơi. Ngày mai chị khác ở đâu vậy Trâm? Ngày mai ở huyện Nhà Bè, bệnh viện huyện Nhà Bè. Có xa. Nói xa vậy chứ không xa đâu. Nó nằm ở đường Lê Văn Lương á. Ở thành phố á chứ chị. Đúng rồi. Nghe xa vậy chứ không xa. Mấy em search trên mạng đi. Bệnh viện huyện Nhà Bè, Lê Văn Lương. Ông Duy Tân nói rất gần nha, mấy đứa hãy tin anh con anh Tân nha. Hãy tin cái bụng của anh đó vậy. Anh Tân nó rất gần. Mà bây giờ tao khám phá ra là nhà ông quận 7 nên ông nói gần. Cái nhà đó, cái nhà đó. Thôi chạy, mình đi gần rồi mình phải đi xa. Đâu phải đi xa. Nãy còn tính bàn. Phút về đó nè. Phút về phút ơi. Về. Rồi. Nãy còn tính bàn là nếu mà đi tỉnh á thì phải ngưng 2 tuần. Mình gom lại nhiều cái mình đi một cái tỉnh nào đó mình phát cho bà con. Dạ. Đó, rồi thôi về mấy anh em. Rồi. Mai gặp nha. Chị Trâm nha. Trâm khi nào? Về nha. Bye bye. Bye bye cả nhà. Bye bye, bye bye. Khi nào xuất xuất trận diễn lại chị? Hả? Về nấu đồ ăn tiếp nè, tức quá, tức không sang quá. Kịch hả? Chưa, chưa. Trâm làm riêng nên là Trâm giờ phải tìm sân khấu. Tìm sân khấu được Trâm mới làm tiếp. Thôi về ơi. Chị Lan đang về chị Lan. Dạ, dạ. Chị Lan khỏe hả? Lan ơi chị Lan chị về đi, chị ở đây cực tử lắm. Về khỏe đi bà ơi. Đây. Tự nhiên đàn ông dễ sợ. Trời ơi tao hát rồi chứ không ban nhạc nó bỏ chạy luôn á. Về về về.
mệt quá bệnh, còn vẫn còn bệnh nè, nên là lại uống thuốc rung quá phải đói đi kiếm hủ tiếu ăn là vậy đó. Chào anh Tý nha. Rồi, rồi chị. Dạ. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye. Rồi xong anh Tý cũng lên xe rồi cô chú anh chị ơi. Buổi tiệc khai trương mừng cho shop Hồng Ơ phun xăm thẩm mỹ đã kết thúc chương trình rồi, mọi người đã cũng dọn dẹp rồi cả nhà. Còn lại anh Đào Vũ Thanh, nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh và anh Huy Sang ở đây cả nhà. Cùng với lại bên kia có chị Bạch Lan. Đây cả nhà, em cho cô chú anh chị mình xem lại những cái lẵng hoa nè, rất là đẹp ha. Nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh nè, Trung Tử Long Hồng Hạnh nè, nhà báo Ngọc Tuấn nè, nhà báo Hoàng Anh nè. Cô chú anh chị, đây chị Hồng Ni nè cả nhà, cô chú anh chị. Ca sĩ Nhất Đăng. Một lần nữa mình review lại cả nhà. Chí Công Mẹ Đồng Quê ha. Em Trung cũng chính nè cả nhà. An An cũng tao. Chị ơi, cho em vô trong xíu quay mấy cái lãng hoa. Làm kỷ niệm đó chị. Dạ. Đó, quay toàn bộ tất cả các lãng hoa. Hoa này hoa giả hay sao? Hoa giả mà rất là đẹp ha. Nhóm Bọn Ác 125. Ok vậy. Vợ chồng em Kim Quanh. Dạ chào anh. Em quay chia sẻ lại một clip cuối cùng để làm kỷ niệm. Anthony, clip cuối cùng của ngày chồng hôm nay, cái ngày mừng khai trương nha cả nhà. Clip mà kết thúc cái tiệc mừng khai trương. Đó, để kết thúc một ngày. Anh Anthony nè. Bên kia thì anh Nhật. Đó, anh giới rất là đẹp luôn. Đây này, thấy ở bùm bùm hay cả nhà, bùm bùm vợ chồng bùm bùm này cả nhà, có một cái lẵng hoa nha, bé bé xinh xinh dễ thương. Đó. Và phía bên đây là tiệm vàng. Nam Thành, MC Trương Bảo Xuyên. Bên đây là anh Tạ Vinh, em Hà Quảng Nam. Quảng Nam tới Quảng Ngãi không? Gần Quảng Ngãi hả? Còn đây là ai đây? Cái đây là cái người giấu tên. Tên là Umi. Cái gì Umi đó? Em đoán là chị biết Umi là biết nhà khoa cả chị. Chị nhà khoa. Nhà khoa cô tướng chị. Chị Lê. Bích Trâm đây, Bích Trâm lên tí ở chỗ này. Tại của chú anh chị. Này cô chị Hồng Loan hay cả nhà. Rất là đẹp hả quý của chú anh chị. Rồi. Thôi thì có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn quý cô chú anh chị và các bạn mình ở video tiếp theo. Yêu thương anh Sang, yêu thương chị Hồng Ơ thì hãy đến số 133 Cầu Lao, phường 2, quận Phú Nhuận ha. Số điện thoại là 0937095030. Đó, nhận đào tạo học viên luôn, phun xăm thẩm mỹ ha. Chuyên điêu khắc chân mày nam và nữ luôn ha quý cô chú anh chị. Trong thời gian tháng đầu từ 22 tháng 3 đến 22 tháng 4 năm 2024 thì sẽ được có chương trình khuyến mãi và cũng như là siêu khuyến mãi luôn hả quý cô chú anh chị. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc cho cô chú anh chị và các bạn mình có một đêm ngủ thật là ngon giấc và mơ đẹp nha. Xin chào ạ.